Tại Đà Nẵng, cụm thi đua số 3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị bình xét khen thưởng sơ kết thi đua chuyên đề theo kế hoạch số 15 của Ban Nội chính Trung ương về phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn giai đoạn 2021-2023. 3 năm qua, Ban Nội chính các tỉnh thành ủy khu vực miền Trung Tây Nguyên thuộc cụm thi đua số 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc về tham nhũng đạt hơn 120% và các vấn đề phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn vượt hơn 216%. So với chỉ tiêu đăng ký đến năm 2023, Ban Nội chính các địa phương đã tích cực chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong phát hiện xử lý sai phạm về tham nhũng tiêu cực, tham mưu chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, kiểm tra việc thực hiện rà soát các thanh tra kinh tế xã hội, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, chủ động theo dõi nắm bắt thông tin, phối hợp phòng ngừa và ngăn chặn các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự.